ngày nay, vùng đất Gò Nổi giữa dòng sông Thu Bồn vẫn duy trì một lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc, mang đậm ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thanh minh trong tiết tháng 3. Bà Phan Thị Miều đi viếng mộ tổ tiên và viếng ngôi mộ người cha kính yêu của mình. Cha bà đi vào cõi vĩnh hằng đã hơn nửa thế kỷ, nhưng những câu chuyện về cuộc đời, về sự nghiệp, về tài năng, về nhân cách của ông thì có thể kể hoài không hết. Đây là một tên tuổi lớn trên các lĩnh vực báo chí, văn học, tư tưởng Việt Nam thế kỷ 20. Nhưng có số phận nghiệt ngã, từng một thời sống trong tột cùng của sự đơn độc. Ông Phan Khôi sinh năm Đinh Hợi 1887 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình, một dòng họ có truyền thống khoa bảng và yêu nước. Thân phụ ông là phó bảng Phan Trân, từng làm tri phủ Khánh Hòa. Dòng họ Phan Bảo An của ông cũng đã sản sinh cho quê hương đất nước những người con ưu tú như chí sĩ Phan Thành Tài, một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc khởi nghĩa Duy Tân, bị thực dân Pháp bắt xử trảm tại chân cầu Vĩnh Điện, Quảng Nam năm 1916. Như các nhà cách mạng Phan Thanh, Phan Bôi, tức Hoàng Hữu Nam. Dòng họ và gia đình này có đến 3 vị đại biểu quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là các ông Phan Bôi, Phan Thao và bà Phan Thanh, tức Lê Thị Xuyến. Phan Khôi còn là cháu ngoại của cụ Hoàng Diệu, Tổng đốc Hà Nội, người đã hiên ngang chỉ huy quân dân ta chiến đấu đến cùng để bảo vệ trái tim của cả nước và đã lấy cái chết để bảo toàn khí tiết. Ông tham gia phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20 do các chiến sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng, hưởng ứng cuộc xin sâu kháng thuế ở Quảng Nam, rồi bị thực dân Pháp bắt ở Hà Nội đưa về giam cầm 3 năm tại nhà lao Hội An. Ra khỏi tù, ông lại về Hà Nội viết cho Nam Phong tạp chí, vào Sài Gòn viết cho tờ Lục Tỉnh Tân Văn. Năm 1920, ông ra Hà Nội viết cho tờ Thực Nghiệp Dân Báo, tạp chí Hữu Thanh. Từ năm 1928, ông lại vào Sài Gòn viết cho các báo và tạp chí như Đông Pháp Thời Báo, Thần Chung, rồi Phụ Nữ Tân Văn, Trung Lập, Đông Tây. Sau đó lại ra Hà Nội viết cho tờ Phụ Nữ Thời Đàm. Năm 1936, ông vào Huế viết cho tờ Trường An, rồi sáng lập ra và làm chủ nhiệm tờ báo Sông Hương. Qua hoạt động báo chí, Phan Khôi hiện ra trước độc giả là một nhà văn, một học giả, một nhà tư tưởng, hết lòng hết sức vì mục đích cải cách xã hội theo hướng văn minh tiến bộ. Trên lĩnh vực văn học, ông trực tiếp tấn công vào thành trì thơ cũ vốn bị câu thúc bởi niêm luật khắc khe, thiếu chân thực, để rồi khởi xướng phong trào thơ mới. Bài thơ Tình già của ông công bố năm 1932 được xem là bản tuyên ngôn về thơ mới. Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa, dưới ngọn đèn mờ trong gian nhà nhỏ, hai cái đầu xanh kề nhau than thở. Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng. Để đến nỗi tình trước phụ sau, chia cho bằng sớm liệu
mà buông nhau. Hay nói mấy bạc làm sao chớ, buông nhau làm sao cho nở. Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng mà tính việc thủy chung. 24 năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau, đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được. Ôn chuyện cũ mà thôi, liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. Trong quyển Thi Nhân Việt Nam xuất bản sau đó không lâu, Hoài Thanh, Hoài Chân hết lời ca ngợi Phan Khôi cùng dấu mốc quan trọng này. Và một ngày kia, cuộc cách mạng về thi ca đã nhóm dậy. Ngày ấy là ngày 10 tháng 3 năm 1932. Lần đầu tiên trong thành trì thơ cũ hiện ra một lỗ thủng. Ông Phan Khôi hăng hái như một vị tướng quân dõng dạc bước ra trận. Lúc bài thơ đó có cái tốt nhiên, có cái phóng khoáng, có cái cởi mở, bộc lộ những cái cảm nhận cá nhân hoàn toàn mới mà thơ cũ không có. Cho nên nó nói là một cái sự báo hiệu cũng được, hay là một sự mở đầu cũng được, cho một cái cảm hứng mới, hay là cho thơ mới của chúng ta cũng được. Sau này thì nhiều học trò của Phan Khôi, nhiều cái bút trẻ hơn, họ đưa thơ mới lên cao, họ hoàn thiện thơ mới, nhưng mà không ai quên được cái vai trò mở đầu của Phan Khôi. Đúng vậy, sau sự khởi xướng dũng mãnh và đầy thuyết phục của nhà văn, nhà báo Phan Khôi, phong trào thơ mới với một đội ngũ hùng hậu nhiều tài năng như Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Khuy Cận, Thế Lữ, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Tế Hanh, Nguyễn Bính, Khuy Thông, Anh Thơ, Vũ Đình Liên, Quách Tấn, Yến Lan, Hằng Phương, v.v. xuất hiện như trăm hoa đua nở. Và như vậy, thơ mới đã toàn thắng, một chiến thắng vẻ vang mà tầm ảnh hưởng của nó còn vang vọng nhiều thập kỷ về sau. Nhiều năm qua, với sự ngưỡng mộ người cầm bút tài hoa, bản lĩnh nhưng có số phận nghiệt ngã này, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân bắt tay sưu tầm, biên soạn và lần lượt xuất bản các tác phẩm báo chí, văn học và công trình nghiên cứu mà Phan Khôi đã từng đăng báo. Đây là một công việc chẳng dễ dàng chút nào, bởi lớp bụi thời gian đã và đang phủ lên quá dày. Và ông đã có một hành trình khai quật quá khứ rất tận tâm, tận lực. Ông vào Nam ra Bắc, thậm chí sang tận bên nước Mỹ xa xôi để tìm kiếm tư liệu. Kết quả là đến nay đã có hàng ngàn, hàng vạn bài báo của Phan Khôi đã được sưu tầm và lần lượt ra mắt độc giả cả nước. Qua cái nghiên cứu các tác phẩm của Phan Khôi đó, thì tôi thấy trước hết là một cái người mà hết sức là chịu học, tức là một người học tập không ngừng, học tập suốt đời. Bởi vì Phan Khôi là vốn là xuất thân từ nho học, nhưng mà đỗ tú tài xong rồi thì ông ấy không tiếp tục cái học chữ Hán nữa, và ông tự bắt đầu là mày mò là tự học chữ Quốc ngữ này và tự học đến chữ Pháp, rồi thậm chí đi tìm thầy, thậm chí là phải học qua cái bằng thư để có một cái khả năng sử dụng tiếng Pháp nói và viết cho nó tốt. Một người như thế mà có thể là dịch được cái bộ Kinh Thánh từ tiếng Pháp thì tôi nghĩ là một cái sức làm việc rất là ghê. Thì trước đây chúng ta cũng biết là Phan Khôi là một cái nhà báo lớn và một cái nhà báo nổi tiếng, nhưng mà qua những cái công trình mà anh Lận Nguyên Ân đã công bố thì quả thật là chúng ta hết sức ngạc nhiên, cũng không ngờ là cái sự nghiệp báo chí của ông nó to lớn đến như vậy. Trong suốt nhiều chục năm là không có thể nói là ngày nào ông cũng viết cả, ngày nào cũng có bài của ông cả, và trên tất cả các cái báo quan trọng nhất của cái thời đó. Thế theo tôi thì đến ngày nay thì chúng ta có thể coi Phan Khôi là một trong những nhà báo lớn nhất của nước ta trong cái lịch sử báo chí của chúng ta. Nhà báo Phan Khôi đã tập trung
cái ngòi bút của mình, bênh vực dân, bảo vệ dân, đặc biệt là những người nghèo, chống cái áp bức, chống cái bất công. Có lẽ là trên văn học, trên báo chí công khai lúc bấy giờ thì một cái cây bút như là Văn Khôi có tính chiến đấu rất mạnh, nó nhằm thẳng vào hai cái kẻ thù của dân tộc, đó là thực dân, đó là phong kiến. Đấy rất đáng quý. Ngòi bút rất linh động, hoạt bát, sử dụng rất nhiều thể loại tiểu phẩm, như tôi nói tiểu phẩm bình luận chiến lược rất là sắc sảo. Với những gì ông Lại Nguyên Ân đã sưu tầm được, đã cho ta thấy một ngòi bút Phan Khôi vô cùng khỏe khoắn, linh hoạt, sâu sắc và rất bản lĩnh. Nếu ông không có một khối lượng kiến thức đồ sộ uyên bác, và nếu ông không có một sức lao động trí óc phi thường, thì không thể nào viết được như vậy. Điều thú vị là, qua báo chí, ông thể hiện rất rõ bản tính Quảng Nam hay cải. Ở lĩnh vực văn học, ông hiện diện như một ngự sử trên văn đàn, bởi sự trung thực, thẳng ngay, mạnh mẽ, quyết liệt. Ông là người châm ngòi cho nhiều cuộc bút chiến vang dội từ Nam đến Bắc, lôi cuốn nhiều bậc thức giả tham gia tranh luận về các vấn đề bức xúc mà thời cuộc đang đặt ra. Có nhà nghiên cứu cho rằng, ông là gương mặt học giả phản biện xuất sắc nhất của nước ta trong thế kỷ 20. Ông tranh luận về vấn đề luân lý, đạo đức và về vấn đề nữ quyền với nhà thơ Tản Đà. Tranh luận căng thẳng đến mức Tản Đà muốn làm đao phủ để lấy đầu ông. Ông tranh luận với học giả Trần Trọng Kim, để rồi Trần Trọng Kim phải thừa nhận rằng có nhiều sai sót trong công trình nghiên cứu về nho giáo của mình. Ông tranh luận về vấn đề quốc học và về truyện Kiều với nhà báo, nhà văn hóa Phạm Quỳnh, công kích Phạm Quỳnh là học phiệt. Ông tranh luận về triết học, về chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật, về tính khuynh hướng trong nghệ thuật với nhà báo, nhà phê bình văn học Hải Triều. Cả đến Huỳnh Thúc Kháng, một bậc cách mạng đàn anh trong phong trào Duy Tân, một tượng đài lớn về học thuật và báo chí, ông cũng thẳng thừng tranh luận về Hán học đương thời. Người ta cũng có nói đến cái việc tính cách của Quảng Nam, thì tôi cũng nghĩ là chắc chắn là Phan Khôi là một trong những cái nét tính cách Quảng Nam nổi bật mà như người ta nói là hay cãi đó. Nhưng mà đối tôi, tôi nghĩ là trong trường hợp này thì Phan Khôi bao giờ cũng có quan tâm đến logic, cho nên là trong số tất cả các vấn đề nêu ra đấy, thì bao giờ cũng thấy tìm được ra cái lý của các cái vấn đề để tìm thấy cái lý rốt ráo của tất cả các vấn đề, chứ không ngụy biện. Trong các cái vấn đề thì cái điều thú vị nhất là Phan Khôi là không ngụy biện. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Với tư cách là một nhân sĩ, một nhà hoạt động văn hóa, ông vinh dự được chính phủ mời từ quê nhà, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra Hà Nội dự hội nghị trao đổi, bàn luận các vấn đề về văn hóa nước nhà. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, nhiều trí thức lớn, nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi rời thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc. Hình ảnh Phan Khôi, một người con của xứ Quảng,
dù đã bước sang tuổi 60, vẫn rời thủ đô lên chiến khu là một hình ảnh đẹp, mang nhiều ý nghĩa, có sức động viên lớn đối với nhân sĩ trí thức đất Bắc thời bấy giờ. Ở chiến khu, ông dành thời gian cho nghiên cứu và dịch thuật, thỉnh thoảng có sáng tác. Bài Thơ tặng một vệ quốc đoàn của ông chứa chan tình cá nước quân dân thấm thiết. Vượt suối trèo non tôi đến đây, về thăm anh nghỉ dưới chân mây. Chúc anh mạnh khỏe rồi ra trận, máu sức càng hăng để đánh tay. Đánh đến bao giờ độc lập thành, tôi dù già rụi ở quê anh, cũng nguyện nhắm mắt không ân hận, nằm dưới mồ nghe khúc thái bình. Cùng sống và làm việc với ông Phan Khôi trên chiến khu Việt Bắc vào thời kỳ gian khổ mà đầm ấm ấy, nhà văn Tô Hoài còn nhớ một chi tiết rất có ý nghĩa. Tôi còn nhớ lúc bấy giờ là được cụ Hồ ở chiến khu gửi về biếu cụ Phan Khôi một cục mật ong với một cái áo lụa nâu của cụ Hồ. Kháng chiến chống Pháp thành công, quân dân ta về tiếp quản thủ đô, giới văn nghệ sĩ cũng cùng nhau trở về. Lúc này, vợ con ông từ miền Nam tập kết ra, gia đình sum họp sau gần 10 năm xa cách. Cho đến bây giờ, người con trai út của ông là Phan An Sa vẫn giữ gìn những ký ức sâu đậm về người cha kính yêu của mình thời kỳ những năm đầu sau giải phóng thủ đô Hà Nội. Có một buổi tối là trời đã chuyển sang thu, khá mát mẻ, thì cha tôi mới bảo rằng con mặc quần áo vào, xong rồi thầy sẽ đưa con ra đi chơi phố. Thì tôi không ngờ rằng là tối hôm đó là thầy cha tôi lại dẫn tôi đến đúng cái chân thành cửa Bắc này. Và cha tôi có dặn với tôi rằng là đây, nói với tôi rằng đây là cái cổng thành cửa Bắc, là cái nơi mà năm 1882 Pháp tấn công Hà Nội, thì yêu cầu tổng đốc Hà Nội lúc ấy là cụ Hoàng Diệu, chính là ông cố ngoại con, là phải trao thành Hà Nội cho chú. Nhưng mà ông cố ngoại con là cương quyết không trao, và ông chỉ huy quân sĩ để mà chiến đấu bảo vệ thành cổ thành Hà Nội. Thời gian này, ông tập trung viết và hoàn thành các công trình nghiên cứu. Cho đến nay, quyển Việt ngữ nghiên cứu của ông vẫn còn nhiều giá trị bởi những phát hiện độc đáo, mới mẻ, giàu tính lý luận và thực tiễn. Năm 1956, ông được Bộ Văn hóa và Hội Văn nghệ Việt Nam cử sang Trung Quốc dự kỷ niệm 20 năm ngày mất Lỗ Tấn. Ông có bài phát biểu gây ấn tượng trong dịp này. Một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời ông là việc ông đứng tên xin phép rồi làm chủ nhiệm báo Nhân Văn, đồng thời viết cho các tờ Giai phẩm mùa xuân, Giai phẩm mùa thu, Đất mới. Vụ Nhân Văn Giai phẩm bị xử lý, nhiều văn nghệ sĩ bị kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau, riêng ông bị khai trừ vĩnh viễn khỏi Hội Nhà văn Việt Nam. Ngôi biệt thự số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, từng được bố trí làm nơi ở cho Bảo Đại sau khi ông thoái vị,
được mời ra làm cố vấn cho chính phủ sau cách mạng tháng 8 1945. Từ việc Bác về, với tư cách là một nhân sĩ, một nhà văn hóa, ông Phan Khôi cũng được bố trí ở và làm việc tại ngôi nhà sang trọng này. Với vụ nhân văn giai phẩm, ông buộc phải rời khỏi nơi đây. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ngôi nhà số 73 phố Thuốc Bắc này vẫn còn hầu như nguyên vẹn. Đây nguyên là một quán hàng, tầng trên để ở, tầng dưới là nhà kho. Người ta cải tạo cái nhà kho ẩm thấp này, dành ra 7 mét vuông cho gia đình ông Phan Khôi ở. Lúc này, mọi quyền lợi về chính trị, tinh thần và cả vật chất nữa đều rời bỏ ông. Chỉ còn người vợ Nguyễn Thị Huệ là ở bên ông, chung chia với ông tất cả những nỗi khốn khó vây bủa tứ bề. Tại đây, ông Phan Khôi vẫn làm việc, vẫn nghĩ, vẫn viết, cho đến một ngày. Đó là ngày 16 tháng 1 năm 1959. Trong một cái tiết trời nó quá rét buốt và sức khỏe của ông thì mỗi ngày mỗi cạn kiệt, thì ông đã rút hơi thở cuối cùng. Trong tâm khảm của chúng tôi thì đấy là một đám tang ảm đạm nhất, buồn bã nhất và lặng lẽ nhất. Nếu như nó không ảm đạm, buồn bã và lặng lẽ hơn được nữa, không thể hơn được nữa. Và cả một cái đám tang như vậy, một chỉ khoảng 20 người trong gia đình đi lặng lẽ, đi cùng với một cái xe sông Mã đi xuống nghĩa trang Hợp Thiện, trong một cái bầu trời, anh biết rồi, một cái khung trời xám xịt, đang là những ngày rất mướt, rất rét mướt và mưa tầm tã. Đó là một cái cảnh mà, xin lỗi, là đến bây giờ tuổi này tôi cũng đã dự ra nhiều đám tang, nhưng chưa bao giờ tôi phải tự mình chứng kiến một cái đám tang nó ảm đạm đến mức như vậy. Nỗi khổ tâm nhất thời kỳ này là người con trai trưởng ông, nhà văn, nhà báo Phan Thao. Ông làm thư ký tòa soạn báo Nhân dân, rồi làm chủ nhiệm báo Thống nhất. Mỗi bữa sáng ngày làm việc á, ngày nào ông Thao làm ở tòa soạn báo Nhân dân thì viết bài họ nói về ông Phan Khôi. Ông Phan Thao phải đưa qua đại mỹ thì ông rất khổ tâm. 1959 thì ông cụ mất. 1960 thì anh mất. Còn Phan An Sa, người con trai út ông Phan Khôi, thi đỗ đại học nhưng không được học đại học, đã xung phong vào Nam chiến đấu và chiến đấu ở một trong những chiến trường nóng bỏng nhất, ác liệt nhất. Ông là một trong những chiến sĩ tham gia bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm xưa. May mà ông còn để lo hương khói cho cha mẹ mình. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chúng ta có độ lùi thời gian cần thiết để bình tĩnh xem xét lại không ít vấn đề trong quá khứ. Thời gian sẽ xác định cái đúng, cái sai một cách khách quan, công bằng, với niềm tin rằng cái còn thì vẫn còn nguyên, cái tan thì ngỡ vững bền cũng tan. Như nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết. Nhiều người cùng trên chuyến xe bão táp với nhà văn, nhà báo Phan Khôi năm nào. Sau này được trả lại danh dự, được khôi phục hội tịch, được tự do sáng tác. Một số người còn được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, như nhà triết học Trần Đức Thảo, nhạc sĩ Văn Cao, các nhà văn Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, v.v.
Còn nhà văn, nhà báo Phan Khôi thì... Các người con của ông, với đạo hiếu của mình, cùng với nỗi niềm khắc khoải trông chờ bấy lâu, đã làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ, gìn giữ những di sản quý báu của người cha để lại. Từ ngày cây súng rời vai, ông Phan An Sa trở về kiên trì tìm tòi, ghi chép, cẩn trọng bảo quản từng trang bản thảo mà cha mình để lại. Một ngày không xa nữa, khi những di cảo này được công bố, chúng ta sẽ biết thêm về những gì còn chưa biết về nhà văn, nhà báo Phan Khôi. Bà Phan Thị Miều ở thành phố Đà Nẵng cũng miệt mài lục trong ký ức, ghi chép lại tất cả những kỷ niệm, những chặng đường, những biến cố đã xảy ra với gia đình và nhất là với thân phụ mình. Quyển hồi ký Nhớ cha tôi, Phan Khôi của bà đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong số những cái nhân vật và của nhân văn gia phẩm thời đó thì đặc biệt là Phan Khôi là có một cái thái độ rất chừng mực, rất đứng đắn, chặt chẽ. Và bây giờ nhìn trở lại thì những ký ức của ông nó vừa sâu sắc và vừa tức là có mức độ biết đưa những cái vấn đề đó ra một cách đứng đắn, đàng hoàng. Rất tiếc rằng tức là cái thời đó chúng ta cũng chưa có đủ một cái điều kiện để mà có thể đánh giá được những cái ý kiến đó của Phan Khôi. Tôi nghĩ rằng là có lẽ đến một lúc rồi chúng ta bây giờ không có điều kiện và còn phải tiếp tục nghiên cứu thêm để hiểu cái nhân vật rất quan trọng này trong những cái biến chuyển của thời cuộc của đất nước ta qua các giai đoạn. Qua cái việc nhân văn này, tôi thấy cái thái độ của Phan Khôi cũng là cái thái độ đàng hoàng, rõ ràng, chứ cũng không phải là có vấn đề phất tất gì. Và rõ ràng là sau cái nhân văn thì chúng ta thấy cũng có thể nói khẳng định là qua cái nhân văn ấy, qua tờ báo nhân văn ấy, qua cái phong trào nhân văn giai phẩm ấy, thì nó nói lên được một cái khát vọng về dân chủ, nhất là sau khi cải cách ruộng đất mà để lại một vài cái ảnh hưởng nó nặng nề như vậy. Cho nên những cái người trí thức, những người mà có tư tưởng dân chủ phương Tây ấy, thì người ta lại muốn nói lên được. Và Phan Khôi của chúng ta thì đã nói lên một cách đàng hoàng, chính đáng, có xin phép đàng hoàng. Cho nên trong cái lần phát biểu trước, tôi đã đi tới một cái kết luận mà cho đến bây giờ tôi vẫn tâm đắc, tức là những người như Phan Khôi thì phải người có bản lĩnh như là cụ Hồ thì mới sử dụng được, mới dùng được. Sau khi qua đời năm 1959, ông Phan Khôi được lặng lẽ đưa đến an táng ở nghĩa trang Hợp Thiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội hiện nay. Thời gian lạnh lùng trôi, giờ thì cổng nghĩa trang vẫn còn đó, nhưng bên trong nghĩa trang thì ngôi mộ ông không còn nữa, đã thất lạc rồi. Với đạo lý của người con, vợ chồng ông Phan An Sa
đến nghĩa trang Hợp Thiện xưa, đem một nắm đất thiêng về quê nhà Quảng Nam, cùng gia đình, họ tộc, quê hương xây cất một ngôi mộ mà ở đây người ta gọi là mộ gió, để con cháu có nơi đi về hương khói như dịp lễ Thanh Minh này. Sinh thời, bất cứ trong hoàn cảnh nào, nhà văn, nhà báo Phan Khôi vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, an nhiên tự tại. Trước ranh giới mong manh giữa cái mất, cái còn, bỗng nghe như từ thế giới bên kia vọng về câu thơ hóm hỉnh mà ông thường ngâm nga khi gặp các biến cố ở đời. Làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi, dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao.